Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức thành công hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cho cán bộ làm công tác chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Đà Nẵng. Các thí sinh tham dự hội thi cấp thành phố này đều đã trải qua phòng thi tuyển chọn tại quận huyện từ hơn một tháng trước. Mỗi quận huyện của thành phố đều cử 5 thí sinh tham gia dự thi, trải qua hai phần thi chung là thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, bắn súng K-54 bài 1C, và riêng từng thí sinh thi bảo vệ đề án, báo cáo kế hoạch nhiệm vụ phù hợp vai trò, chức trách chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Hội thi lần này trong cái điều kiện dịch bệnh COVID-19, nhưng mà đối với ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo công tác phòng chống dịch, thì chúng tôi xây dựng cái bộ đề thi thì phù hợp với cái tình hình thực tiễn của các cơ quan địa phương đơn vị theo cái yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó chúng tôi đã xây dựng được 250 câu tương ứng với 5 mã đề thi. Thì quá trình xây dựng thì bảo đảm tính bảo mật, chặt chẽ, nghiêm túc và lưu trữ khoa học. Các câu hỏi về nhận thức là sát với tình hình thực tế của địa phương, ban chỉ huy quân sự quận và các thí sinh đã tổ chức ôn luyện, luyện tập. Cho nên thì về đạt được thì cũng không nói 100% nhưng cũng được 90%. Khác với hội thi cấp cơ sở, hội thi thành phố có thêm đối tượng là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận huyện với phần thi bảo vệ đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ. Đây là phần thi rất quan trọng, liên quan mật thiết đến việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ địa phương vững mạnh, đồng thời thể hiện rõ tác phong người chỉ huy, nên các thí sinh dự thi đã có sự đầu tư rất lớn về nội dung. Đặc biệt là phần thi bắn súng K-54 tại thao trường Hòa Khánh được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn, thí sinh dự thi tự tin hoàn thành bài bắn với chất lượng khá cao. Thông qua hội thi để cán bộ các cấp đối với luật là phải làm tham mưu đúng, kịp thời các cái chế độ chính sách để tổ chức xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng đi vào nề nếp. Không chỉ là dịp nâng cao nhận thức, hội thi còn tạo điều kiện để cán bộ chỉ huy các cấp có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong xây dựng và điều hành công tác dân quân tự vệ phù hợp tình hình địa bàn. Kết thúc hai ngày thi nghiêm túc khoa học, ban tổ chức đã trao giải cho 18 cá nhân xuất sắc và giải nhất toàn đoàn cho ban chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang. Các thí sinh đạt giải cao tại hội thi sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để dự thi pháp luật về dân quân tự vệ cấp quân khu 5 vào trung tuần tháng 8 tới.